Kính mời quý vị lắng nghe bài thơ Ngài gọi tôi của tác giả Minh Hiền sẽ được anh Phạm Hưng tôn vinh Chúa sau đây. Ngài gọi tôi giữa cõi trần tâm tôi, giữa sóng đời, giữa vực thẳm trời vơi. Tôi lạc bước như chiến con khờ dại, như con thuyền từ sóng vỗ bả tơi. Ngài gọi lúc đôi chân tôi mòn mỏi, lòng rũ buồn giữa cuộc sống mơ đơn côi. Mắt ràng rùa giọt lệ trần cay đắng, bước ngã nghiêng khập khiễng giữa núi đồi. Ngài đã đến giữa núi rừng xanh thẳm, đã tìm tôi giữa hầm mây tôi tăm. Vực tôi khỏi những thói đời nhơ bẩn, cứ với tôi thoát khỏi những lỗi lầm. Ngài vác tôi trên đôi vai đầy vết máu, dắt đưa tôi đến dòng suối ngọt ngào, cho tôi hưởng những cỏ xanh tuyệt diệu, để từ đây nguồn phước Chúa tuôn trào. Ngài gọi tôi lúc con thuyền xa bến, giữa biển đời thuyền trôi dạt lênh đênh. Trời xanh thẳm biển bao la vời vợi, nổi tố dông ngàn tiếng sấm vang rền. Ngài đã đến giữa biển đời hung hãn, bước vô thuyền dìu đến bến vinh quang. Ngàn sóng gió trong đời như tan biến, Chúa dắt đưa thuyền cập bến tình thiên đàng. Xin hết.